Đất nước Campuchia với nhiều đền chùa và các khu danh thắng nổi tiếng lâu nay vẫn là điểm đến của đông đảo du khách quốc tế. Để hấp dẫn khách tham quan hơn nữa, thay vì để du khách đi bộ hay là ngồi xe điện ngắm cảnh, thời gian gần đây thành phố Siem Reap của Campuchia đã đưa máy bay loại nhỏ vào sử dụng phổ biến để khách thập phương có thể thỏa sức ngắm cảnh từ trên cao. Với chiếc máy bay nhỏ gọn này, du khách sẽ được thỏa sức bay cao trên mặt hồ, trên đỉnh các ngôi đền, chùa hay các khu danh thắng nổi tiếng khác tại thành phố Siem Reap. Được biết, sản phẩm nhỏ này có giá 30.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 638 triệu đồng. Theo thiết kế, mỗi hành trình chuyến bay chỉ có thể chở được tối đa là 2 người, với tổng trọng lượng không vượt quá 110 kg, trong đó có một phi công. Do máy bay có thể di chuyển với vận tốc từ 100 đến 120 km/h ở độ cao hơn 200 m nên nó trở nên đặc biệt so với các thiết bị bay khác. Với bình được đổ đầy nhiên liệu, máy bay có thể bay liên tục trong 4 giờ đồng hồ, mặc dù phần lớn các chuyến bay ngắm cảnh đều chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút. Nhằm tránh các luồng không khí nóng, đặc biệt là vào buổi trưa nên hầu hết các chuyến đi đều được thực hiện vào buổi sáng. Do máy bay này đã đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế, nên du khách rất yên tâm khi ngồi ngắm cảnh. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trên đồng cỏ. Phi công cũng là hướng dẫn viên, nên tôi biết được rất nhiều điều thú vị về đất nước con người Campuchia. Chiếc máy bay giống như một siêu xe vậy. Tôi rất hứng thú với phương tiện du lịch này. Tham quan du lịch bằng máy bay đang trở nên rất phổ biến tại Siem Reap. Với mỗi chuyến đi kéo dài 15 phút, khách du lịch phải trả 50 đô la Mỹ, tương đương với 1 triệu đồng.